Đây là có thịt, có chả nha. Mình ăn cái chả trước đó, đừng để lâu ngon. Đây là bún mới hoàn toàn nha mọi người, bún mới làm luôn. Như thế này quá. Mời cả nhà nha. Mọi người nha, mình đã có mặt ở quán bún quậy Chiến Tây nha. Cái này là ngay bến tàu luôn nha mọi người, ở Phú Quốc nè. Dễ lắm, mọi người đứng từ bến tàu nhìn qua là thấy liền nha. Đến Phú Quốc là phải ăn bún quậy nha mọi người. Đây là quầy lấy nước chấm, mình sẽ tự làm nước chấm nha. Ớt tự xay luôn. Đây là muối, đường, hạt nêm. Chén. Đây là có một cái phần pha sẵn nha. Mình họ ghi là pha sẵn thêm ớt. Quầy tan thử lại. Rồi. Ê chà, mọi người phải tự làm ớt luôn nha mọi người. Đây là quầy làm bún. Đại vô qua đây vô. Đây nó anh cũng ăn hành mỗi đời luôn. Rồi, cảm ơn. Rưới miếng nước chấm vô trong tô bún rồi. Thơm. Đây miếng chả. Chặt chả tôm, chả cá. Heo của ta hay đâu phải thịt bò đúng không? Bò hả? Bò hả? Ê, nó chín quá, không còn đỏ. Ừ.